Không hổ danh là cường đô la của bóng đá Việt Nam về chuyện thích chơi siêu xe, thủ môn Bùi Tiến Dũng đến sân tập với chiếc McLaren 720S màu xanh nước biển. Giá của chiếc xe này được ước tính 24 tỷ khi về đến Việt Nam. Cách đây không lâu, Bùi Tiến Dũng đi BMW i8 giá 8 tỷ đồng. Ngoài ra, Bùi Tiến Dũng còn lái siêu xe Ferrari. Có thể nói thủ môn nổi tiếng này rất thích đi những dòng xe nổi tiếng. Hiện tại Bùi Tiến Dũng chưa có một phút ra sân thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở V-League 2021. Bùi Tiến Dũng không thể cạnh tranh với thủ môn Thanh Thắng. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh còn có một thủ môn giỏi là Phạm Văn Cường. Với việc dự bị ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian dài, nhưng tên tuổi của thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn rất hot với người hâm mộ. Bùi Tiến Dũng thay xe như thay áo, liên tục đi những dòng xe bạc tỷ cũng như có bạn gái xinh đẹp. Tất nhiên, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng không thể vui về chuyện này, vì họ cần Bùi Tiến Dũng thì năng lực trên sân cỏ hơn là cái chú ý về đời tư.